Xin chào quý vị và các bạn. Thời tiết miền Bắc trong ngày chủ nhật cuối tuần khá tạnh giáo, trưa chiều nay trời có nắng với nhiệt độ vẫn có thể lên đến là 32 đến 35 độ. Riêng một số nơi như là Mường Lay của Lai Châu hay Quỳnh Nhai, Sơn La, Hòa Bình, Hà Nội, nhiệt độ có thể vượt ngưỡng 35 độ. Tối và đêm trời mát, nhiệt độ chỉ dao động trong khoảng 25 đến 28 độ. Cùng chung xu thế thời tiết đó, thủ đô Hà Nội trưa nay nắng nhiều, trưa chiều cảm giác khá oi nóng, với mức nhiệt cao nhất có thể lên tới 35 đến 36 độ. Nắng sẽ kéo dài đến khoảng 16 cho tới 17 giờ chiều. Sau đó thời tiết chuyển mát dần, thấp nhất đêm nay hạ về còn khoảng 25 độ. Khu vực Trung Bộ hôm nay thời tiết nói chung khá tạnh giáo, ít mưa. Với các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, nắng nóng có khả năng xuất hiện trở lại tại khu vực với nhiệt độ cao nhất có thể đạt từ 33 đến 36 độ. Riêng một số nơi thuộc vùng núi phía Tây như là Quỳnh Lưu, Con Cuông của Nghệ An, nhiệt độ có thể xấp xỉ ở ngưỡng 37 độ. Các khu vực còn lại nắng nóng cũng có thể xuất hiện tại một số tỉnh thuộc phía Bắc như là Quảng Nam hay Quảng Ngãi. Sau đó đến chiều tối mưa rào có thể xuất hiện rải rác tại khu vực từ Bình Định cho tới Ninh Thuận, tuy nhiên chỉ trong thời đoạn ngắn. Thành phố biển Đà Nẵng trưa chiều nay trời nắng, nhiệt độ cao nhất là 34 đến 35 độ. Thời tiết ban ngày khá tạnh giáo, thuận lợi cho các hoạt động du lịch của quý vị. Tuy nhiên, nếu phải di chuyển ngoài trời trong thời gian dài sẽ có cảm giác hơi oi bức. Quý vị nên bổ sung đầy đủ nước. Tối và đêm trời mát, nhiệt độ hạ về còn khoảng 26 đến 27 độ. Với thành phố Hồ Chí Minh, trưa chiều nay nhiều mây, trưa chiều có lúc hửng nắng nhẹ, nhiệt độ cao nhất là 32 độ. Do vẫn có sự ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam, mưa có khả năng xuất hiện từ chiều. Thấp nhất đêm nay hạ về còn 26 độ, thời tiết vô cùng mát mẻ. Khi lại bản tin sẽ là dự báo chi tiết nhiệt độ các thành phố trong chiều và tối nay. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại!